mua ha. Em có cái lốc Huawei 36136 nha. Của Mỹ ha, Huawei 36. 136 ha. Cái này thì cái lốc này rất là đẹp. Nó gồm có tay cầm, bình sừng lớn và cái lốc máy ha. Lốc máy bình sừng lớn rất đẹp. Cái này nó rất đẹp, đẹp nữa. Thì rồi tiếp theo là phần còn công tắc ha. Còn tay cầm ha, tay cầm đẹp. Cái thứ hai nữa là về cái bộ hơi ha. Còn bộ hơi để xem hơi nó ha. Trăng sáng ha, cái kia là khói buông thôi, về nó không có vấn đề gì. Lắp thì cái này có vết sức nhẹ mình có thể xây được ha, chứ nồng không được. Bơm nhớt còn ha. Ok. Mấy con này thì do tại vì tháo phụ tùng, ví dụ bên sân con này kia đồ để bán nên là nó còn cái lóc lại. Thì cái này thì giá nó là 650 nha mọi người. 650 nha. Ok. Sáu trăm rưỡi nha mọi người. Ai mua chịu khó giúp em ha. Lóc rất là đẹp. Cái số tài khoản bên dưới phần mô tả ha. Này chịu khó chứ không ship xe. Nồng rất đẹp luôn. 650 nha, chào mọi người nha.